kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 25 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của không khí lạnh tầng thấp kết hợp với khối khí khô hoạt động trên cao, người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đang được hưởng những ngày thời tiết đẹp nhất năm. Buổi sáng trời se lạnh mang lại sự khoan khoái dễ chịu, đến trưa chiều trời xanh trong, nắng vàng ươm, gió heo may thổi nhẹ, tiết trời mát mẻ. Và theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, thời tiết ở miền Bắc vẫn ổn định trong những ngày tới khi chịu tác động của hai hình thế là khối khí lạnh tầng thấp và khối khí khô trên cao. Do vậy, nhiệt độ về đêm và sáng xuống khá thấp, vùng núi cao chỉ còn từ 17 cho đến 20 độ, có nơi còn dưới 16 độ, trời rét. Còn ở tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, trời se lạnh, nên khi lưu thông có cảm giác vô cùng dễ chịu. Trưa chiều trời quang mây, nắng vàng rực rỡ, khiến cho nền nhiệt dần tăng lên ngưỡng là từ 30 cho đến 33 độ và khá là khô hanh, với độ ẩm lúc này chỉ phổ biến trong khoảng từ 40 cho đến 50%. Thưa quý vị, vào mùa thu, độ ẩm không khí giảm thấp, da rất dễ bị khô và bị thiếu ẩm gây bong chóc, nhất là ở các vùng như là má, trán. Để hạn chế tình trạng này, quý vị và các bạn nên hạn chế rửa mặt bằng nước ấm và chỉ tẩy da chết một lần một tuần để tránh da bị mất nước. Đặc biệt là việc sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày là bước không thể bỏ qua. Ngoài ra, khi ra ngoài vào ban ngày, nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UV có hại. Xuống đến miền Trung, Thanh Hóa và phía Bắc của Nghệ An cũng duy trì trạng thái thời tiết hanh khô, nắng nhiều vào ban ngày, với nhiệt độ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Về đêm và sáng trời se lạnh với mức nhiệt độ từ 21 cho đến 23 độ. Các khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận trong 2 ngày tới, gió đông bắc từ phía bắc dồn xuống, kết hợp với địa hình đón gió của dải Trường Sơn. Thêm vào đó là nhiễu động gió đông từ ngoài biển dịch chuyển vào, nên ở tại các tỉnh thành này sẽ có mưa rào và dông rải rác. Mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, cục bộ có điểm mưa dông với lượng khá và tập trung chính trong ngày 26, nên quý vị và các bạn cần cảnh giác với các hiện tượng sấm sét và gió mạnh đi kèm trong cơn dông. Sau đó, từ ngày 28, các hình thế gây mưa dần suy yếu, gió đông bắc cũng hoạt động yếu hơn, nên mưa sẽ đồng loạt giảm xuống diện vài nơi, ngày nắng trở lại và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Còn ở phía Nam, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sau 1 đến 2 ngày gián đoạn mưa thì những ngày tới cũng sẽ tăng trở lại do tác động của nhiễu động gió đông. Lượng mưa tập trung nhiều về thời điểm chiều tối và đêm và khu vực mưa lượng nhiều hơn sẽ là các tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên và ở miền Đông Nam Bộ. Mưa chủ yếu xuất hiện trong ngày 26, ngày 27 và giảm dần từ ngày 28. Nhiệt độ cao nhất trong cả 3 ngày tới sẽ giảm nhẹ, phổ biến vào khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở tại Tây Nguyên và từ 29 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 26 cho đến ngày 28 có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 30 cho đến 33 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 30 cho đến 33 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 26 cho đến ngày 28 có mưa rào và dông ở vài nơi, riêng ngày 26 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, ngày 26 và ngày 27 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, tập trung chính trong ngày 26. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 31 cho đến 33 độ. Ở tại Tây Nguyên, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ có điểm mưa vừa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ có điểm mưa vừa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 33 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới phổ biến là không mưa, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 31 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới phổ biến là ít mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Còn ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa cũng có thời tiết tốt, mưa dông xảy ra ở vài nơi, gió hoạt động ở mức cấp 4 cho đến cấp 5.
Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.